ranh giới không quyết định bạn, bạn mới là người quyết định ranh giới của chính mình. Rèn luyện bản thân, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Hầu hết chúng ta có xu hướng tránh các tình huống không thoải mái xa nhất có thể. Chúng ta không muốn bị đặt vào những vị trí khó khăn, vì hầu hết cho rằng chúng sẽ chẳng mang lại bất cứ lợi ích nào cho mình. Nhưng nếu bạn đẩy ranh giới của mình lên một chút, bạn sẽ thoát ra khỏi vùng thoải mái của mình và mở ra cơ hội cho phép bản thân phát triển và cải thiện. Hàng ngàn cuốn sách, hàng ngàn video, hàng ngàn câu chuyện của những người thành công, những tỷ phú giàu nhất, những câu chuyện vươn lên từ nghèo khó, đều có một điểm chung duy nhất là khẳng định những thói quen sẽ giúp một người từ bình thường vươn tới đỉnh cao của thành công. Nếu hiện tại bạn thấy mình thất bại, bạn thấy mình có khả năng nhưng lại không thành công, bạn thấy mình có đủ điều kiện bứt phá mà cứ dậm chân tại chỗ, đó là do bạn đang tích lũy quá nhiều thói quen xấu, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thất bại trong cuộc sống, công việc. Thay đổi chúng, chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ chuyển bại thành thắng. Kênh Tư Duy Làm Giàu giúp bạn hiểu sâu hơn về vấn đề và cách giải quyết những rào cản đang ngăn trở bạn đến thành công, đến với mục tiêu, giấc mơ mà bạn từng khao khát. Hãy dùng nó để vượt qua mọi giới hạn của chính mình, vượt qua ranh giới tầm thường, đẩy giá trị bản thân lên đắt giá nhất. 1. Sau thất bại, hãy luôn bắt đầu lại. Một người thực sự khao khát vươn lên, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào, dù thất bại 7 lần, họ lại đứng dậy lần thứ 8 để chiến đấu tiếp. Hãy xem lại mình đang sai ở đâu, mình cần làm gì để chiến thắng. Điều đầu tiên hãy hỏi xem, mình đã có những thói quen của một người thành công hay chưa? Hãy tập bỏ dần những thói quen xấu và cố gắng kiên nhẫn đến cùng, dù quá trình thực hiện khó khăn và thất bại. Ví dụ, bỏ hút thuốc lá là một việc rất khó khăn và chắc chắn bạn sẽ thất bại rất nhiều lần trước khi thực sự bỏ được những điếu thuốc đầy quyến rũ. Thế nhưng, một khi bạn đã thành công, bạn sẽ nhận thấy sức khỏe được cải thiện, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Và bây giờ, bạn đã hình thành một thói quen tốt hơn, khó bị phá vỡ hơn. Vì vậy, khi bạn đặt ra mục tiêu để thay đổi thói quen xấu của mình và cam kết với chính mình rằng tôi không muốn thất bại, bạn sẽ có thêm sức mạnh và động lực. Trong trường hợp thất bại, bạn có thể một lần nữa cố gắng trở lại càng sớm càng tốt. 2. Xác định các tín hiệu của bạn. Trước khi những hành động xấu có thể trở thành thói quen, chúng đều có những dấu hiệu báo trước cho bạn chúng từ đâu đến. Nếu bạn nhận ra bỗng dưng bạn chi tiêu, ăn uống, mua sắm, uống rượu quá mức cần thiết, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân. Có thể bạn đang căng thẳng, mệt mỏi, chán nản và tìm đến chúng như một cách giải tỏa. Một khi đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến thói quen xấu, bạn có thể tìm được cách ngăn chặn chúng trước khi mọi thứ tệ đi. 3. Phá vỡ thói quen xấu bằng thói quen tốt. Thật khó khăn để thay đổi những thói quen xấu ngay lập tức. Thậm chí, bạn sẽ mệt mỏi, chán nản nếu trong đầu luôn ám ảnh những khẩu hiệu phải giảm cân, bỏ hút thuốc, không đi làm trễ. Bí quyết để bạn đi qua những ám ảnh này là bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những thói quen tốt, lành mạnh. Những suy nghĩ tích cực sẽ cho bạn thêm động lực, sự hứng khởi thay vì mệt mỏi khi nghĩ về những khuyết điểm của mình. Ví dụ, bạn có thể nghĩ chạy bộ buổi sáng thay vì phải giảm cân, nhai kẹo cao su thay vì phải bỏ thuốc lá, thức dậy sớm thay vì không đi làm trễ. Sẽ mất khá nhiều nỗ lực trong vài ngày đầu tiên, nhưng sau một thời gian những thói quen mới sẽ tự động được thực hiện để thay thế những thói quen xấu cũ. 4. Thay đổi môi trường, tạo động lực cho chính mình. Để thay đổi những thói quen không tốt, ý chí thôi chưa đủ. Những người thường tuyên bố về quyết tâm của mình lại thường thất bại rất nhanh. Bạn cần có những phương pháp cụ thể hơn để thay đổi thói quen của mình, đó là thay đổi môi trường. Ví dụ, một người sẽ bỏ hút thuốc dễ dàng hơn khi có một công việc mới, khi có một lịch trình mới, chỗ làm mới, không còn ngồi cùng phòng với những người hút thuốc, nơi làm việc cấm hút thuốc lá, hay đơn giản từ văn phòng của bạn đến chỗ có bán thuốc lá quá xa. Bạn đã được tiếp thêm sức mạnh, sự thuận lợi để bỏ thuốc. Nếu bạn đang cố gắng để cải thiện việc ăn uống, có lẽ bước quan trọng nhất là tránh xa những món ăn vặt, không đi mua sắm khi đói bụng. Nếu muốn tập thể dục buổi sáng, bạn có thể tự tạo điều kiện thuận lợi cho mình, mua bộ đồ thể thao thật đẹp,
khiến bạn muốn mặc chúng ra đường vào sáng sớm, để chúng ở nơi bạn dễ thấy và mặc chúng. Sau đó, bạn chỉ cần chắc chắn, mỗi ngày, vào đúng giờ đã định bạn sẽ bắt đầu tập thể dục. Chính sự lặp đi lặp lại đều đặn đó sẽ tạo thành thói quen tốt cho bạn, như bạn phải đánh răng, rửa mặt vào buổi sáng vậy. 5. Vạch trần những giả định sai của bạn. Những giả định sai sẽ góp phần củng cố những thói quen xấu. Có phải chúng ta thường nói với bản thân những câu như: tôi đang rất căng thẳng, tôi cần một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Ngày trả nợ còn rất xa, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi có tập thể dục thì cũng sẽ luôn béo ú và lười biếng. Tôi đã thất bại nhiều lần trước đó rồi, và tôi sẽ chỉ thất bại thêm một lần nữa thôi. Sự thật là những câu nói có vẻ rất hợp lý này đều không đúng sự thật. Đó là những nhận định sai lầm, khiến tiềm thức của bạn chấp nhận những thói quen đó như một thực tế không bao giờ có thể thay đổi được. Để thay đổi những điều đó, bạn có thể tự nói với mình những điều tích cực hơn như: có 85% người không hút thuốc và họ đã tìm ra cách khác để đối phó với sự căng thẳng. Vấn đề không phải là bạn đang nợ bao nhiêu, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu trả trước một phần nợ mình đang vay. Việc đó cũng sẽ không làm bạn quá căng thẳng hay thiếu hụt ngay lập tức. Bất cứ ai cũng có thể đứng lên khỏi chiếc ghế và bắt đầu đi bộ. Bạn không cần phải trở thành một vận động viên Olympic để trở nên năng động hơn. Bạn có thể thất bại 100 lần miễn là bạn thành công một lần. Như vậy là đủ. 6. Sống trung thực. Hãy trung thực, bạn sẽ không phải mất năng lượng che giấu điều gì. Bạn sẽ giải phóng được sức mạnh của tâm trí. Quan trọng hơn hết, bạn tôn trọng chính mình, tin vào chính mình, từ tâm thái tới hành động của một người chính trực, mang dáng dấp của một người quyền lực và thành công. Việc thành thật với ai đó trong cuộc sống đôi khi nói dễ hơn làm. Nếu như chúng ta thường gặp khó khăn khi bày tỏ những suy nghĩ của mình đối với người khác, vậy tại sao không thử viết chúng? Hãy viết ra cảm nhận của bạn trong một lá thư và can đảm để gửi nó cho người mà bạn muốn bày tỏ. Bằng cách đó, bạn sẽ học được cách thành thật hơn và không bỏ lỡ những cơ hội nói ra những suy nghĩ của chính mình. Việc trung thực còn là cách để một người làm nên việc lớn. 7. Quản lý ngân sách. Quản lý tài chính của bạn ở mọi mặt trong cuộc sống, cho dù đó là khoản tiền nhỏ như tiền gửi xe hoặc quyết định chi tiêu lớn như mua máy tính mới, hãy chắc chắn rằng bạn biết tiền của mình đang đi đâu. Mang theo tiền mặt bên mình, để bạn có thể suy nghĩ lại khi có ý định tiêu tiền cho một thứ gì đó, khi nhìn vào ví của mình. Bằng cách này, bạn sẽ hạn chế những chi phí không đáng có, giải quyết nợ nần nếu có và để ra một khoản tiết kiệm khác. Nếu muốn giàu có, bạn bắt buộc phải giỏi quản lý tiền bạc, từ kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền hay nhân tiền. Nếu không, cho dù bạn kiếm được bao nhiêu chăng nữa, cũng về lại vị trí số 0. 8. Ăn uống lành mạnh. Hãy chăm sóc cơ thể bạn như một ngôi đền. Sức mạnh tinh thần luôn đi với một cơ thể khỏe mạnh. Bạn chẳng thể nào chiến đấu với một cơ thể uể oải, yếu ớt mỗi ngày. Ăn uống lành mạnh thường kém hấp dẫn so với những món ăn khác. Nó giới hạn bạn theo nhiều cách và đôi khi còn tiêu tốn của bạn một khoản nào đó vì thực phẩm sạch luôn đắt hơn. Nhưng hãy nghĩ về tất cả những lợi ích sau cùng mà bạn sẽ nhận được. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Và sức khỏe là vô giá. Từ bây giờ, hãy thay đổi thói quen, tập trung vào các loại rau và thịt nạc, và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn gấp nhiều lần. Hãy theo dõi những gì bạn đưa vào cơ thể. Điều đó sẽ giúp bạn thay đổi rất nhiều. Bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các thiết bị theo dõi thông minh, và bạn sẽ nhận ra mình đã nạp rất nhiều thực không tốt cho cơ thể mà không hề nhận ra. 9. Làm những điều không thể. Bạn sẽ không biết khả năng của mình đến đâu nếu như bạn không dám thử. Bạn hãy xác định mục tiêu cuộc đời mình là sống hết với khả năng mình có. Như vậy bạn sẽ luôn bứt phá tiến lên. Chúng ta thường không đạt được mục tiêu vì để đạt được điều đó, chúng ta phải bước ra khỏi vùng thoải mái của chính mình. Đặt mục tiêu có vẻ khó khăn vào thời điểm đó, và việc thúc đẩy bản thân đạt được chúng có thể không thoải mái trong thời gian ngắn, nhưng những lợi ích nó mang lại là dài hạn. Chỉ cần xây dựng được lối suy nghĩ đó, bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn. 10. Kỷ luật bản thân. Ai không kỷ luật được bản thân, chỉ làm nô lệ cho cảm xúc, làm nô lệ cho của một kẻ tầm thường. Người có thể kỷ luật được bản thân, mạnh gấp trăm lần,
người có hậu thuẫn tốt nhưng sống buông thả. Điều hay nhất của kỷ luật là bạn trở thành con người mà trước đây bạn khao khát nhưng sợ hãi, vì nó quá vĩ đại, mạnh mẽ và xuất chúng. Cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc có thể gây ra áp lực. Tìm ra những gì bạn thực sự muốn và bắt đầu từ đó. Chọn cho mình một đam mê và cống hiến hết mình để hoàn thành vị trí đó. Khởi đầu có thể không dễ dàng. Bạn có thể thất bại, có thể vấp ngã, nhưng nếu bạn đủ quyết tâm, điều đó sẽ có giá trị khi bạn không ngừng cố gắng và dành cả tâm trí để thực hiện nó. 11. Đặt câu hỏi. Kênh Tư Duy Làm Giàu mong bạn từ giờ trở đi hãy tập đặt câu hỏi để giải quyết mọi vấn đề cuộc sống. Câu hỏi sẽ mở khóa sáng tạo và ý tưởng hay, giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh gấp 10 lần cách thông thường. Câu hỏi chất lượng, bạn sẽ có cuộc đời chất lượng. Hãy tập đặt câu hỏi theo mô hình 5 What, 1 How, tại sao, làm gì, ở đâu, như thế nào, khi nào, với ai. Đừng chỉ chấp nhận mọi thứ bạn nghe. Hãy đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Một vấn đề không chỉ có một mặt, vì vậy hãy cố gắng đặt câu hỏi và tìm hiểu mọi góc độ của nó. 12. Thức dậy sớm hợp lý. Thức dậy sớm tùy thuộc vào công việc mỗi người. Không phải ai cũng làm hành chính. Không phải ai cũng bắt đầu làm từ buổi sáng. Bạn hãy căn sau việc thức dậy hợp lý, không ngủ nướng lãng phí thời gian vô ích, rồi thức dậy trong trạng thái uể oải, tiếc nuối, hết ngày, từ ngày này qua ngày khác. Thức dậy sớm luôn là một thử thách không dễ dàng, và không phải tất cả chúng ta đều thích làm điều đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng, thức dậy sớm mang lại rất nhiều lợi ích. Bạn không chỉ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, mà còn có thể tận hưởng sự im lặng của buổi sáng và rèn luyện sức khỏe. 13. Đọc thật nhiều. Nhiều người lấy ví dụ về những người giàu có ít đọc sách. Bạn có nhận thấy họ là thiểu số không? Đại đa số người giàu đều đọc sách, nếu không muốn nói là đọc rất nhiều. Không phải những cuốn truyện ngôn tình ba xu hay những loại tiểu thuyết xến sầm mà giới trẻ hay đọc. Người giàu đọc những cuốn sách thực tế hơn để hiểu hơn về thế giới cũng như những gì diễn ra xung quanh mình. Họ coi những cuốn sách với nội dung giáo dục người đọc là bạn đồng hành. Họ tích lũy những kiến thức bên trong đó và rồi đôi khi áp dụng hoặc biến tấu nó trong đời thực. Từ sách kinh doanh, những bài học thành công hay thậm chí là những cuốn sách hướng dẫn ăn ra sao cho khỏe mạnh, nó đều giúp ích bạn trong quá trình gặt hái thành công. Thế giới quá rộng lớn, kiến thức như đại dương. Hãy trang bị chính mình để chuẩn bị cho những điều sắp tới. 14. Nghiên cứu, tìm tòi công nghệ mới. Khi cả thế giới chạy đua công nghệ, nếu bạn muốn giàu bạn cần phải đi trước, hoặc ít ra cũng phải bắt kịp thời đại. Đi trước có lẽ sẽ là điều phức tạp do tùy vào kiến thức cùng khả năng nghiên cứu mà chúng ta đôi lúc đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, hiểu những công nghệ đang hiện hữu, áp dụng nó vào công việc hoặc sử dụng nó để giải quyết khó khăn sẽ là điều nên làm. Đôi khi, có những ý tưởng được sinh ra nhưng rào cản công nghệ khiến nó nhanh chóng dập tắt. Đừng để điều này xảy ra với bạn. 15. Biết về một thứ thôi là không đủ. Hãy nhìn những triệu phú hay tỷ phú trên thế giới. Họ hiểu rất rõ những gì mình làm từ trong ra ngoài. Thế nhưng, đó không phải là tất cả. Tầm hiểu biết của họ rộng hơn thế rất nhiều. Nếu muốn giàu có, thành công đột phá, bạn phải hiểu thêm về cả những thứ có liên quan tới việc bạn đang làm. Nếu chỉ mãi hiểu về một thứ, làm về một thứ, sự giàu có của bạn luôn bị giới hạn. Thế nhưng, nếu hiểu biết nhiều, bạn có thể tận dụng nó để phát triển thêm chân nhánh, mở rộng mô hình kinh doanh. Đây mới là thứ mang về cho bạn nguồn thu lớn. 16. Đừng theo đuổi tiền, hãy theo sự xuất sắc và tiền sẽ tự đến. Hãy nhìn những tỷ phú nổi tiếng như Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Liệu có thêm 1 tỷ hay 10 tỷ đô la Mỹ nữa có làm họ thỏa mãn? Chắc chắn là không rồi. Những gì họ nhắm tới lớn hơn rất nhiều. Đó chính là quyền lực, sự ảnh hưởng xã hội cũng như khả năng thay đổi thế giới. Nếu làm việc chỉ nghĩ tới tiền, bạn sẽ không đi xa được đâu. Hãy xây dựng giấc mơ của mình, cho dù nó là gì đi nữa. Nếu đạt được, hãy mở rộng nó và biến nó thành thứ có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Hãy tạo ra những thứ có thể giúp ích cho mọi người và bạn có thể thoải mái thu tiền từ nó mà không cảm thấy tội lỗi. 17. Tối ưu hóa hết mức thời gian. Những câu chuyện về triệu phú, tỷ phú hay mô tả một người làm việc thâu đêm, quên ăn quên ngủ. Tất nhiên, bạn không cần phải làm những thứ đó,
và có khi chưa chắc nó đã giúp bạn giàu hơn. Thế nhưng, tối ưu hóa thời gian lại là chuyện khác. Khoảng thời gian của chúng ta đều giống nhau, sử dụng chúng ra sao để có hiệu quả lớn hơn là điều bạn cần làm. Đôi khi hãy tham lam một chút, tính toán một chút để có thể từ bỏ được những điều tiêu tốn quá nhiều thời gian mà hiệu quả không tương đồng. Một khi tối ưu hóa, làm chủ được thời gian bản thân, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống. 18. Thường xuyên tập thể dục. 76% tập luyện thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các bài tập gồm chạy bộ, đi bộ nhanh, chạy nước rút, đạp xe. Tập thể dục thể thao không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho não bộ. Ông cho rằng tập thể thao làm tăng tế bào thần kinh, tăng lượng gluco trong cơ thể, là nhiên liệu của não. Não được cung cấp càng nhiều thì não càng phát triển tốt hơn và giúp bạn trở nên thông minh hơn. 19. Gặp gỡ những người thành công khác. Bạn sẽ thành công như những người bạn kết thân cùng. Người giàu luôn tìm kiếm những người bạn có cùng mục đích, chí hướng, sự lạc quan và thái độ tích cực. Bên cạnh đó, họ cũng tránh tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực. Sự tiêu cực, chỉ trích sẽ khiến bạn ngày càng xa con đường đi đến thành công. 20. Có thái độ sống tích cực. Bạn chỉ có thể đạt được thành công bền vững nếu bạn có một thái độ tích cực. Sự tích cực là dấu hiệu của tất cả các triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi. Vấn đề là hầu hết mọi người không chắc suy nghĩ của họ là tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe những suy nghĩ của mình và cảm nhận chúng, bạn sẽ thấy rằng phần lớn đó là những tiêu cực. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực đó tồn tại khi bạn buộc mình nhìn vào bên trong. Nhận thức tích cực được tồn tại chính là chìa khóa để dẫn tới thành công. 21. Dành 15-30 phút mỗi ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ là chìa khóa thành công của họ. Người giàu có xu hướng suy nghĩ độc lập ít nhất 15 phút vào buổi sáng. Họ có rất nhiều thứ trong đầu mỗi sáng. Các chủ đề muôn vàn như sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, hoạt động thiện nguyện. Họ thường tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi như tôi có thể làm gì để kiếm tiền nhiều hơn. Công việc của tôi có khiến tôi hạnh phúc không? Tôi đã luyện tập đủ chưa? Tôi có thể tham gia những tổ chức từ thiện nào khác? 22. Họ tìm kiếm thông tin phản hồi. Nhiều người hiếm khi yêu cầu người khác cho ý kiến phản hồi vì sợ bị chỉ trích. Tuy nhiên, phản hồi là chìa khóa để biết liệu điều gì đó có đúng hay không. Phản hồi giúp bạn hiểu liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không. Nếu phản hồi là lời chỉ trích, dù tốt hay xấu thì đó là một yếu tố quan trọng để học hỏi và phát triển. Ngoài ra, phản hồi có thể cho phép bạn thay đổi trọng tâm và trải nghiệm một nghề nghiệp hoặc con đường mới. Phản hồi cung cấp cho bạn thông tin bạn cần để thành công trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. 23. Hạn chế lướt mạng xã hội. Mỗi ngày, thay vì lướt các nền tảng mạng xã hội hay video ngắn, hãy dành nhiều hơn ít nhất một tiếng để đọc sách và rèn luyện sức khỏe. 24. Ăn nói mềm dẻo, nội tâm cứng rắn và hành động dứt khoát. Người đạt được 3 điểm này, cuộc sống như bước sang trang mới. Công việc suôn sẻ và tình yêu hạnh phúc. 25. 80% thời gian trong đời thường dành cho công việc và giải quyết vấn đề, 20% thời gian còn lại phải dành cho bản thân. Làm việc mình thích để giảm tải áp lực sau công việc và cơm áo gạo tiền. Dành ra khoảng thời gian nhất định để bản thân cân bằng lại cảm xúc, tinh thần và cả tư tưởng. Nếu không, bạn sẽ sớm lạc lối, hoài nghi nhân sinh. Đi du lịch, bồi dưỡng sở thích, đi dạo, đọc sách, xã giao với bạn bè, thậm chí ngồi một mình trong tiệm cà phê vào cuối tuần. Tạm ngưng lại công việc, tập trung vào nội tâm. 26. Khi tâm trạng không vui, hãy thử dọn dẹp căn phòng, trang trí ban công, trồng cây tưới hoa. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Nhìn thấy thành quả nơi mình sống tinh tươm cũng là một sự tự hào đầy giá trị. 27. Khi gặp vấn đề trong cuộc sống, hãy dành 5 phút bình tâm trước khi nghĩ cách giải quyết hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào. Vấn đề phát sinh, việc quan trọng nhất lúc này là sự bình tĩnh. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại và kết cục tốt hay xấu. Nếu đã biết cách giữ bản thân bình ổn đối mặt trắc trở ập đến, đây chính là sự trưởng thành thật sự. Nếu vẫn chưa làm được điều này, hãy thử cố gắng không làm gì cả khi vấn đề xảy ra. Ngồi yên lặng và suy nghĩ, bình ổn cảm xúc, tránh trường hợp ra quyết định trong phút nóng giận để rồi phải hối hận sau này.
28. Hành sự với tư duy chuẩn bị trước. Ví dụ, trước khi đi ngủ, hãy suy nghĩ về những việc cần làm vào ngày mai và chuẩn bị trước ba lô, giỏ tài liệu, chìa khóa, khăn giấy. Bằng cách này, ngày hôm sau bạn sẽ không hoảng loạn, gấp rút và quên trước quên sau. 29. Trước khi ra ngoài, dù vội vàng đến đâu, hãy dành 5 giây để soi gương. Kiểm tra đầu tóc và trang phục để ra đường với bộ dạng chỉnh chu, tự tin nhất. Mỉm cười với chính mình trong gương và cổ vũ bản thân vui lên. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó nằm trong thái độ mà mỗi người dùng để đối xử với thế giới này. 30. Học cách không quan tâm những kẻ thù ghét. Dù làm bất cứ việc gì, người ta khó tránh được những kẻ mang thái độ thù ghét. Đôi khi, con số đó khá nhiều. Mọi người có thể chỉ trích khi ông tiêu tiền một cách khác người. Chúng ta cũng có thể mất bạn bè khi cứ liên tục từ chối những lời hẹn nhậu nhẹt mỗi tuần ở bar. Đối diện với chuyện đó không dễ dàng, song bỏ qua sự thù ghét là điều cần thiết để xây dựng sự giàu có. 31. Không đua đòi chỉ để bằng bạn bằng bè. Đừng vì hàng xóm mua ô tô, thuyền hay nhà mới mà bản thân phải chạy theo. Vì việc bạn cần làm là tập trung vào mục tiêu và không để thói quen chi tiêu của người khác ảnh hưởng đến mình. 32. Khả năng lắng nghe tuyệt vời. Lắng nghe không phải là lắng nghe những gì đối phương nói, mà là lắng nghe những gì họ đang muốn truyền tải. Các mẹo giúp bạn trở thành một người lắng nghe giỏi bao gồm: 1. Không làm gián đoạn cuộc trò chuyện khi đối phương đang nói. 2. Nghe hết lời của đối phương. 3. Ngay cả khi không cần ghi lại, bạn cũng có thể hiểu điều mà đối phương muốn truyền tải. 4. Ghi lại tất cả các câu hỏi trong tâm trí của bạn, đợi đối phương nói hết rồi hãy đặt câu hỏi. 33. Thiết lập kế hoạch trong ngày. Tất cả những điều cần giải quyết trong ngày nên được liệt kê vào đêm hôm trước hoặc vào sáng sớm. Thời gian cũng sẽ được phân bổ theo mức độ quan trọng của công việc. 34. Viết nhật ký. Lưu ý khi viết nhật ký. 1. Duy trì sự linh hoạt, có thể dùng nhiều phong cách viết nhật ký, không nhất thiết phải sử dụng cách ghi chép truyền thống. 2. Liên tục. 3. Viết nhật ký là để thiết kế giá trị cuộc sống và tư tưởng trung tâm của bạn. 4. Ghi lại sự khác biệt của từng việc. 5. Ghi lại những khoảnh khắc và sự kiện đặc biệt. 6. Viết lời hứa của mình trong nhật ký. 7. Xem lại những điều được viết hàng ngày vào cuối tháng. 8. Viết nhật ký giúp làm sâu sắc trí nhớ và kinh nghiệm của bạn. 35. Tìm cách giải quyết, không viện cớ. Sẵn sàng làm những gì người thua cuộc không dám làm. Nếu bạn có thể thực hành và phát triển 13 điều trên thành thói quen của mình, bạn sẽ phát hiện ra những thói quen triệu đô này hoàn toàn có khả năng mang lại cho bạn tiền tài và sự giàu có. 36. Thiết lập 3 ưu tiên hàng đầu. Việc đầu tiên bạn nên làm sau khi ra khỏi phòng tắm là lên danh sách 3 việc cần ưu tiên, và bạn sẽ thực hiện chúng trong 1 giờ đầu tiên khi bạn đến văn phòng. Khi bắt đầu ngày mới, bạn cần xác định những việc cần giải quyết ngay. Thói quen này giúp bạn hoàn thành tốt các mục tiêu, sắp xếp lịch làm việc hiệu quả, hợp lý. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn tránh bị sao lãng bởi những việc lặt vặt khác. 37. Nghĩ đến những người thân quan trọng. Sau một ngày làm việc bận rộn, đêm về bạn sẽ rất mệt mỏi, khiến bạn không có thời gian để nghĩ đến những người thân của mình. Vì vậy, hãy dành khoảng thời gian trong lành buổi sáng trước khi đến văn phòng để lập ra những kế hoạch, hoạt động sẽ cùng tham gia với họ. Bạn cũng có thể tranh thủ chở con đến trường, ăn sáng cùng vợ hay chồng mình trước khi đi làm. Đừng quên rằng bạn cũng luôn là một phần quan trọng của họ. Việc quan tâm và nghĩ đến người thân của mình giúp bạn cân bằng cuộc sống và công việc, để bạn không chỉ thành công mà còn hạnh phúc. Kênh Tư Duy Làm Giàu giúp bạn nâng cao hiệu suất công việc gấp 10 lần bằng cách loại bỏ 13 thói quen xấu. Hiệu suất làm việc cao hơn đồng nghĩa với quá trình làm việc khôn ngoan hơn, tận dụng được thời gian mỗi ngày nhưng không vất vả hơn. Mặc dù không dễ dàng, nhưng việc làm được nhiều hơn trong thời gian ít hơn sẽ là mục tiêu dễ đạt được hơn nhiều, nếu bạn ngừng phá hoại bản thân mình bằng các thói quen xấu. 1. Sa đà vào việc lướt web. Phần lớn chúng ta đều kết nối với Internet tại nơi làm việc, nên rất dễ bị sa đà vào việc lướt web.
nhằm tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi ngẫu nhiên, bất chợt nảy sinh trong đầu của bạn. Đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên viết các suy nghĩ hoặc câu hỏi này lên trên một tờ giấy ghi chú. Bằng cách này, bạn có thể tra cứu thông tin mình cần về sau khi bạn đang không phải cố gắng chú tâm hoàn thành công việc. 2. Làm nhiều việc cùng lúc. Mặc dù nhiều người tin rằng họ rất giỏi làm hai việc cùng một lúc, nhưng các nghiên cứu khoa học phát hiện chỉ có 2% dân số trên trái đất thực sự có khả năng thực hiện đồng thời nhiều việc một cách hiệu quả. Đối với phần lớn chúng ta, tình trạng đa nhiệm là thói quen xấu, làm giảm khoảng thời gian chú ý và khiến chúng ta kém hiệu suất hơn về dài hạn. 3. Kiểm tra email cả ngày. Liên tục truy cập Internet cũng có thể khiến mọi người kiểm tra email suốt cả ngày. Đáng buồn là mỗi lần bạn làm việc đó, bạn đã để mất tới 25 phút thời gian làm việc. Ngoài ra, việc liên tục kiểm tra email cũng khiến bạn trở nên câm lặng hơn. Thay vào đó, nhà tư vấn chiến lược John Friedman đề xuất thoát ra khỏi hộp thư đến, đóng các cửa sổ email và tắt điện thoại của bạn trong các khoảng thời gian kéo dài chừng 30 phút đồng hồ để toàn tâm toàn ý làm việc. 4. Tự thưởng tinh thần. Dù đó là một chế độ ăn kiêng mới, thời khóa biểu rèn luyện sức khỏe hay làm việc mới, một trong những điều khó khăn nhất trong việc hình thành một thói quen mới là thôi thúc gian dối như phần thưởng cho việc đã tuân thủ quá trình được một thời gian. Ý tưởng rằng chúng ta xứng đáng được ăn uống thỏa thuê một bữa, theo ý thức sau khi kiêng khem suốt một tuần, được gọi là sự tự thưởng tinh thần và nó hủy hoại rất nhiều các kế hoạch tự cải thiện bản thân của mọi người. Thay vào đó, hãy thử biến mục tiêu thành một phần bản sắc của bạn, chẳng hạn như bạn nghĩ về bản thân như một người tiết kiệm tiền bạc hoặc tập thể dục, thể thao thường xuyên, thay vì là ai đó chống lại ý nguyện của bản thân để làm cái gì đó mới. 5. Trì hoãn công việc quan trọng nhất tới cuối ngày. Mọi người thường bắt đầu ngày của họ bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng và để chừa lại các công việc khó khăn hơn về sau trong ngày. Đây là một ý kiến tồi và nó thường dẫn tới hậu quả là công việc quan trọng nhất rốt cuộc không được hoàn thành. Theo các nhà nghiên cứu, mọi người có lượng ý chí hữu hạn và giảm dần suốt cả ngày. Vì vậy, tốt nhất là bạn hãy hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn nhất và quan trọng nhất của mình khi bắt đầu ngày làm việc. 6. Họp hành, gặp gỡ, tiếp xúc quá nhiều. Không có gì ngáng trở dòng chảy hiệu suất làm việc, giống như một cuộc gặp gỡ không cần thiết. Với các công cụ như email, nhắn tin hay ứng dụng chat video ngay trong tầm tay, tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng các cuộc tiếp xúc cho việc giới thiệu hoặc thảo luận quan trọng, vốn đòi hỏi việc đích thân thực hiện. Bobby Harris, người sáng lập công ty Blue Grace Logistics, khuyến nghị mọi người không nên chấp nhận gặp gỡ hay tiếp xúc trừ phi người đề nghị nó thông báo trước về vấn đề cần bàn thảo rõ ràng cũng như chính xác thời gian họ cần. Và ngay cả khi đó, ông Harris khuyến cũng chỉ nên cho người đó một nửa thời gian đối thoại mà họ đề nghị ban đầu. 7. Ngồi lì cả ngày, đến kênh tư duy làm giàu cũng chẳng buồn nghe. Trong một buổi diễn thuyết, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp và cũng là tác giả cuốn cách thức mới, tạo ra các giải pháp cho doanh nghiệp thông qua cẩm nang chiến lược cộng tác, Nilofer Machen đã chia sẻ với các khán thính giả về cách bà đã giúp nhiều công ty lớn phát triển các sáng kiến mới thành công như thế nào. Các buổi tiếp xúc đi bộ. Bà Machen đề xuất từ bỏ các cuộc gặp gỡ trong phòng họp hoặc quán cà phê để đi bộ và trò chuyện 20 đến 30 phút tuần. Bạn sẽ ngạc nhiên trước việc không khí thoáng đãng làm khởi phát các suy nghĩ tươi mới như thế nào, và bằng cách đó, bạn sẽ mang tới cho cuộc đời mình một loạt ý tưởng hoàn toàn mới. Bà Machen nhấn mạnh. 8. Tắt chuông báo thức. Việc tắt chuông báo thức vào buổi sáng có vẻ như mang lại cho bạn thêm chút thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng sự thật là thói quen này lợi bất cập hại. Lý do vì khi bạn thức dậy ngay khi chuông báo thức lần đầu tiên, hệ thống nội tiết của bạn bắt đầu giải phóng các hormone tỉnh táo để khiến bạn sẵn sàng cho ngày mới. Nhưng bằng cách quay lại với giấc ngủ, bạn đang làm chậm lại quá trình này. Thêm vào đó, 9 phút ngủ nướng không đủ mang tới cho cơ thể bạn thời gian hồi phục mà nó cần giấc ngủ sâu. Tất cả không có nghĩa bạn cần cắt giảm thời gian ngủ. Như diễn giả Ariana Huffington từng nêu, một giấc ngủ ngon vào ban đêm có tác dụng gia tăng hiệu suất làm việc, hạnh phúc, quá trình ra quyết định sáng suốt hơn và làm khởi phát các sáng kiến. Mẹo để ngủ đủ giấc là lên kế hoạch trước và nghỉ ngơi vào thời gian hợp lý. 9. Không dành ưu tiên.
Một số người có thể nghĩ việc có nhiều mục tiêu là cách tốt nhất để đảm bảo thành công. Nếu ý tưởng này thất bại, ít nhất vẫn còn nhiều ý tưởng dự trữ khác để nhờ cậy đến. Đáng tiếc là kiểu tư duy này có thể vô cùng kém hiệu suất. Tỷ phú Warren Buffett có một phương thuốc giải độc hoàn hảo. Chứng kiến phi công lái máy bay riêng của mình không thực hiện được các mục tiêu trong cuộc sống của bản thân, ông đã yêu cầu người này lập danh sách 25 thứ mình muốn hoàn thành trước khi chết. Tuy nhiên, thay vì làm từng bước nhỏ hướng tới việc hoàn thành mọi thứ trong danh sách, tỷ phú khuyên người phi công chọn ra 5 thứ mà bản thân nghĩ là quan trọng nhất và phớt lờ toàn bộ những thứ còn lại. 10. Lập kế hoạch quá mức. Nhiều người có tham vọng và có tổ chức, cố gắng tối đa hóa hiệu suất của mình bằng cách lập kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi tiếng đồng hồ trong ngày của họ. Đáng tiếc là mọi thứ không phải luôn luôn diễn ra như dự kiến, và một đứa con bị ốm hoặc nhiệm vụ bất chợt có thể làm trịch hướng nghiêm trọng toàn bộ ngày của họ. Thay vào đó, bạn có thể thử lập kế hoạch cho chỉ 4 đến 5 tiếng đồng hồ công việc thực sự mỗi ngày, để bản thân có thể linh hoạt hơn về sau. 11. Thiếu kế hoạch. Như đã nói, bạn cần phải dành thời gian để vạch kế hoạch trước khi cố gắng đạt được bất kỳ mục tiêu dài hạn nào. Cố gắng đưa ra nước cờ cuối cùng cho dự án mà bạn đang làm được một nửa, thông qua quá trình có thể rất gây nản lòng và tiêu tốn lượng lớn thời gian. Tiến sĩ Robert Porren, giảng viên Đại học Harvard Mỹ khuyến nghị, bạn trước tiên nên quyết định bản thân muốn kết quả cuối cùng là gì, sau đó vạch ra hàng loạt các bước cho bản thân. Một khi bạn đã đi được nửa đường, bạn có thể xem xét lại công việc của mình để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng và điều chỉnh theo đó. 12. Để điện thoại ngay cạnh giường ngủ. Các màn hình đèn LED của những chiếc smartphone, máy tính bảng và laptop phát tỏa ánh sáng xanh dương. Trong khi đó, theo các nghiên cứu, ánh sáng xanh dương có thể hủy hoại thị lực và ức chế việc sản sinh melatonin, một hormone giúp điều phối chu kỳ ngủ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, những người có lượng melatonin thấp cũng dễ bị trầm cảm hơn. 13. Câu toàn. Thông thường, căn nguyên của sự trì hoãn là nỗi sợ không thể làm tốt công việc hơn là sự lười biếng. Chúng ta bắt đầu công việc chỉ khi nỗi sợ hãi không làm gì vượt quá nỗi sợ không làm nó rất tốt. Và điều đó có thể rất mất thời gian. Triết gia Anh Alan J. Boston và cũng là tác giả trang web cuốn sách Cuộc đời cho biết. Cách duy nhất để vượt qua sự chần chừ là từ bỏ chủ nghĩa cầu toàn và không quá chú ý đến các tiểu tiết mà bạn đang trải qua. Hãy vờ như nhiệm vụ không quan trọng và rằng việc phạm sai lầm cũng chấp nhận được để giúp bạn bắt đầu công việc nhanh hơn. 14. Đảm nhận quá nhiều vai trò. Nhiều khả năng bạn là một nhà quản lý tuyệt vời, bậc thầy về SEO, quản luôn việc tiếp thị trực tuyến, trưởng phòng nhân sự kiêm luôn trợ lý giám đốc điều hành. Trong những giai đoạn đầu của một công ty khởi nghiệp, khi bạn thực sự không đủ tiền để tuyển hoặc thuê nhiều nhân sự cho các vị trí, mỗi người đều phải đảm nhận nhiều vai trò. Tuy nhiên, bạn không thể để tình trạng này kéo dài, mà phải tuyển những người có chuyên môn cho từng vị trí càng sớm càng tốt. Mọi người thường không giỏi làm nhiều việc như họ nghĩ. 15. Quản lý cả những điều nhỏ nhặt. Quản lý cả những điều nhỏ nhặt là một trong những thói quen xấu nhất của các nhà quản lý thiếu năng lực vì nó có thể dẫn tới việc bị stress nặng, thậm chí là tự hủy hoại bản thân. Nó không chỉ gây ức chế cho chính bạn, mà còn khiến các nhân viên nghĩ rằng bạn không tin tưởng họ hoặc nghĩ rằng họ ngu dốt. Nó cũng khiến bạn phải làm hết mọi việc và đó là điều khó có thể chấp nhận được. Nếu bạn không thể tự mình thay đổi thói quen này, hãy tuyển một chuyên gia tư vấn. 16. Chỉ chạy theo tiền bạc. Trước tiên, bạn đang làm việc vì cái gì? Đó không thể chỉ là vì tiền. Ít nhất một phần trong các lý do phải là niềm đam mê. Khi công ty khởi nghiệp của bạn đem lại một khoản lợi nhuận đầu tiên, việc này phải mất hàng năm, bạn sẽ dễ bị cuốn vào cuộc chơi tiền bạc. Một số doanh nhân tự cho rằng họ có tiềm năng vô hạn để kiếm tiền, chừng nào họ còn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, chính điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hành xử của bạn cũng như cách nhân viên, đối tác và những người xung quanh nhìn bạn. Vì vậy, hãy xem bạn cần tính toán lại bỏ ra bao nhiêu thời gian thì vừa, số tiền bạn muốn kiếm được mỗi năm và số giờ làm việc khả thi mỗi tuần dựa trên những điều này. 17. Làm việc không có ngày nghỉ. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà bạn phải làm việc liên tục 7 ngày một tuần, nhưng việc đó không nên trở thành thông lệ.
Con người nói chung và doanh nhân nói riêng cần dành thời gian để trí óc và cơ thể nghỉ ngơi nhằm sạc lại năng lượng. Nếu bạn làm việc không ngừng nghỉ, chưa chắc bạn có thể làm tốt nhất công việc của mình. Trong khi mọi người, từ nhân viên cho tới các khách hàng sẽ gánh chịu hậu quả. 18. Không tách biệt giữa công việc và cuộc sống riêng. Điều này có chút liên quan tới việc làm việc không có ngày nghỉ. Các doanh nhân rất dễ phạm phải thói quen này. Chẳng hạn coi việc kiểm tra email trước khi đi ngủ là làm việc. Điều này thực sự có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các thói quen ngủ của bạn và cả hiệu quả nói chung tại nơi làm việc. Hầu hết các chuyên gia về giấc ngủ khuyến cáo bạn không nên tương tác với các thiết bị điện tử từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ. 19. Phụ thuộc quá nhiều vào bạn bè. Nghe có vẻ hợp lý khi tuyển những người bạn thân vào làm việc cùng khi bạn mới khởi nghiệp, nhưng có thể họ không phải là những lựa chọn tốt nhất cho từng vị trí. Bạn cần tuyển những ứng viên có năng lực nhất và tiếp tục tiến lên phía trước dựa trên nền tảng của những gì tốt nhất cho công ty nếu bạn muốn vẫn tiếp tục tồn tại trong 5 năm tới. Điều này không có gì đảm bảo, song không có nghĩa là bạn phải tuyển những người không cùng quan điểm, chí hướng. Những công thức dưới đây đã và đang được rất nhiều người áp dụng để thành công. Đừng chỉ nghe mà hãy áp dụng, vì thành công không đến từ việc học mà không làm, biết mà không áp dụng. Kênh Tư Duy Làm Giàu chia sẻ vài mẹo giúp bạn bứt phá nhanh hơn. Công thức 4 giây, 2 phút, 72 giờ, 21 ngày, 10.000 giờ. 1. Luật 4 giây. Lời khuyên: hãy hít thở thật sâu và chậm 4 giây trước khi bạn hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng trì hoãn việc đưa ra những quyết định quan trọng. Điều này có vẻ như một gánh nặng quá lớn, do vậy chúng ta muốn chờ thêm thời gian. Cho đến khi bắt buộc phải đưa ra quyết định, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường sau đó sẽ là sự hối tiếc. Nguyên tắc 4 giây sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn. Peter Bregman, tác giả của cuốn sách Luật 4 giây cho rằng, bạn nên hít thở thật đều và sâu trong vòng 4 giây, sau đó bạn có thể hành động. Tại sao việc này quan trọng? Đó chính là nghệ thuật tự kiểm soát. Hít thở sâu sẽ tránh cho bạn khỏi việc đưa ra các quyết định vội vã và mang lại cho bạn thời gian để đánh giá kết quả của mỗi hành động. 2. Luật 2 phút. Lời khuyên: nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, bạn hãy thực hiện nó ngay lập tức. Rất nhiều nhiệm vụ chúng ta trì hoãn thường không khó để hoàn thành. Chúng ta thường tránh làm chúng cho đến hạn chót, mặc dù nó không đòi hỏi kỹ năng hay kiến thức đặc biệt. Chẳng hạn, bạn cần phải gọi điện cho đối tác hoặc gửi một email. Việc này chỉ mất 1 đến 2 phút nhưng bạn lại trì hoãn cho đến phút cuối cùng. Nhiệm vụ đơn giản này làm bạn bị chùn bước và mất tập trung. Nguyên tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn. Mỗi mục tiêu đi kèm với một danh sách các hành động nhỏ. Chẳng hạn, bạn phải đọc một cuốn sách khoảng 2.000 trang. Việc này sẽ khiến bạn mất vài tháng. Nếu như bạn tiếp tục nhìn cuốn sách như một tổng thể, bạn sẽ thấy nó khó mà hoàn thành, do đó bạn dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu như bạn chia nhỏ cuốn sách thành từng trang và đặt mục tiêu đọc từng trang một, bạn sẽ mất chưa đến 2 phút cho một trang sách. 3. Luật 72 giờ. Lời khuyên: khi bạn đã có một ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày 72 giờ. Bader Schaefer, tác giả sách, doanh nhân kiêm diễn giả nổi tiếng người Đức cho rằng, nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp bạn đẩy lùi trì hoãn. Đừng bao giờ đặt ra các nhiệm vụ kéo dài quá 72 giờ. Nếu bạn trì hoãn hành động này, ý tưởng của bạn sẽ mãi nằm trên giấy mà thôi. 4. Luật 21 ngày. Lời khuyên: hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen. Khi bạn muốn đạt được một mục tiêu nào đó, bạn phải biến các hành động thành thói quen hàng ngày. Hãy lập lại danh sách mục tiêu một lần nữa. Tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ và biến nó thành hành động. Sau đó thực hiện đều đặn mỗi ngày. Đó có thể là viết blog, ngồi thiền, chạy bộ hay học tiếng Anh. Bất cứ việc gì. Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng một khi đã quen dần với nó, bạn sẽ cảm thấy điều này như một phần cuộc sống. 5. Nguyên tắc 10.000 giờ. Lời khuyên: khi bạn cố gắng để thành thạo trong lĩnh vực nào đó, bạn cần dành khoảng 10.000 giờ thực hành việc đó. Trong cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng, Malcolm Gladwell đã đề cập đến nguyên tắc 10.000 giờ thực hành.
đóng góp vào thành công của hầu hết các doanh nhân, triệu phú trên thế giới. Để thực hiện quy tắc này, bạn hãy lựa chọn lĩnh vực mà mình yêu thích và lập kế hoạch để thực hành mỗi ngày. Hãy theo dõi thời gian mà bạn thực hành việc đó để đảm bảo bạn thực hiện đủ 10.000 giờ. Kênh Tư Duy Làm Giàu mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp bạn bứt phá trong cuộc sống và công việc. Hãy nốt lại và ứng dụng ngay. Đừng chờ đợi điều hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu để hoàn hảo. Chúc bạn thành công!